form giải sốt inbox tìm gặp thời cầu kết bạn Zalo với admin qua số điện thoại 0966 733 161. Ok ô xì đến ngày hoàng dạy. Alo em ơi, bữa còn quen nhau á, em có mượn anh máy cũ á, sẽ cầm được tiền cái em chia tay rồi. Hỏi cho mượn thì giờ chia tới trả lại vậy em ơi. Alo. Alo. Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Here we go, gentlemen. Tiền của anh sẽ em xài phung phí, đôi ta về chung nhà chứ đâu xài chung phí. Tiền của anh sẽ em kết trong nhà banh, à mà cũng nhờ có em cho nên là nhà banh. Em từng nói là nhạc anh không thâm và sâu, cái đó đúng, nó thu em về đồ thâm và sâu. Thằng nào đẹp vừa giàu em có thiếu mong nào đâu, em nói nó là bạn anh thấy nó đâm vào sâu. Ba và của em thì căng đét nên nhìn em giống như con sao lông râu nuôi cánh. Em ơi, tiền của anh là cho văn hết, giờ em chính là nguyên nhân làm cho sau đời anh. Em là con người tâm ma, có gặp được anh thì bớt người dâm nha. Chắc gặp là thằng cuối mà cũng lười đâm ra em, ba năm chẳng cả tiếng mà không có người đâm mà. Tiền của anh sẽ em cất vào ví, nếu mất của cá sấu em cứ hất vào mi. Thôi cũng kệ coi như mất và thí, không có cần trả lại em cứ cất vào đi. Tiền của anh sẽ em cất vào ví, nếu mất của cá sấu em cứ hất vào mi. Thôi cũng kệ coi như mất và thí, không có cần trả lại em cứ cất vào đi. Em ơi tiền anh đâu mất rồi, em nói sẽ trả sau em cứ thất lời. Thôi để lực của cho anh sẽ cất lời, mà sao muốn nói cứ như bị mất hơi. Em ơi tiền anh đâu mất rồi, em nói sẽ trả sau em cứ thất lời. Thôi để lực của cho anh sẽ cất lời. Đồ con lý mà em đúng thì giúp chơi. Em khi nào mà trả vậy, lấy tiền thằng này đem lo cho thằng khác. Hồi đó em nói là rất yêu anh mà, kêu anh dịp biệt thảo vần thơ vào rap. Anh cũng biết mà giả làm ngơ, chỉ mong tình cảm khiến đôi ta hạnh phúc. Rồi em nói với anh cũng vài điều, anh không có tiền không cố gắng khi em kêu anh mạnh chút. Cái ngày anh chưa gặp được em, 24/24 anh sống trong an toàn. Ngày đẹp chờ em đến em đi như chớp mắt, đời anh đảo ngược bất lực trong an toàn. Ngày nào em còn nói rất yêu anh, bày tỏ đủ điều cho yêu thương nó nghìn ý. Phải rằng cứ bảo anh đẹp trai mà có bao giờ nhìn mặt mà cứ chăm chăm nhìn ví. Em chỉ nói xin goodbye và thế là chia tay, anh chẳng biết cái lý do. Hồi đó yêu nhau anh khác vì thiên thần, giờ thì chia tay em bảo anh đi gió. Anh biết rằng đời em đừng vất vả, em làm tất cả để có được tiền to. Cuộc sống bây giờ mà lại biết đến thêm lời thì tiền đối với anh khi đó là chuyện nhỏ. Tiền của anh em cầm để bỏ vốn, yêu em kiếm lời mà sau giờ anh lỗ vốn. Thật anh chả muốn nói nhiều về sự thật, mà số tiền em lấy chắc anh nuôi được cả thôn. Tiền của anh em cầm rồi bỏ trốn, yêu em kiếm lời mà sau giờ anh lỗ vốn. Thật anh chả muốn nói nhiều về sự thật, mà số tiền em lấy chắc anh nuôi được cả thôn. Anh chẳng phải là đại gia, cuộc sống không tiền thôi gặp đất mà sống sao. Thời buổi phát triển là kiếm tiền bằng miệng, một là trả tủ hay là ăn cả đống dao. Đây đâu phải là chuyện của cổ tích, mượn tiền ăn thế rồi may tôi ba gan. Anh sống trong thời người hiện đại ấy, mình cũng phải xít với những việc anh đã làm. We'll be right back.